xin các bạn, Tripip đang có mặt tại sân bay Pleiku và hôm nay là một ngày rất là đẹp ở Pleiku. Trời nắng, trong xanh và gió rất là mát luôn. Và bây giờ thì là 5:30, còn 2 tiếng nữa thì Tripip sẽ đón chuyến bay của Vietjet từ Pleiku về lại thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay thì Tripip sẽ đi hãng Skybot để review cho các bạn xem là với một chặng bay ngắn này thì là Vietjet sẽ phục vụ hãng Skybot như thế nào nha. Bây giờ thì Tripip vào làm thủ tục đã. Không em. Đi hãng Skybox của Vietjet Air, các bạn được vào quầy ưu tiên làm thủ tục cùng tiêu chuẩn 10kg hành lý xách tay và 30kg hành lý ký gửi, có lối ưu tiên ở cửa kiểm tra an ninh và cả tiêu chuẩn vào phòng chờ hạng thương gia miễn phí trong lúc đợi máy bay. Và đây là phòng chờ hạng thương gia nhỏ xinh ở sân bay Pleiku. Và tuy phòng chờ nhỏ nhưng có cảnh nhìn ra đường băng và sân đổ khá thoáng. Phòng chờ đơn giản, đồ ăn cũng khiêm tốn, nhưng bù lại thì nhân viên phòng chờ rất là thân thiện. Còn bây giờ thì chúng ta hãy xem trên quầy đồ ăn có gì nhé. Để xem phòng chờ nó có gì nha. Có mì gói, có bánh ngọt, có trái cây. Ồ, có nhiều trái cây. Bây giờ thì Travis đã vào phòng chờ bên trong sân bay Pleiku. Thì cái phòng chờ hạng thương gia này thì nó cũng khá là nhỏ và đơn giản thôi. Thì ở như bạn biết ở sân bay Pleiku thì cũng không có quá nhiều các cái chuyến bay đến. Phòng chờ này sẽ dùng chung cho Vietnam Airlines, Bamboo Airways và Vietjet Air. Thì Travis đã lấy một số cái đồ ăn ở đây thì cũng khá đơn giản thôi. Thì mình cũng không có phàn nàn nhiều vì sân bay nhỏ mà. Nhưng mà có mấy món dân dã như là khoai lang luộc và bắp luộc, và nhất là trái cây có nho, có quýt là thấy ưng rồi. Mì lẩu Thái ở đây thì là có mì hộp, mì ly ấy. Mình có thể là bỏ thêm trứng hoặc là bỏ thêm xúc xích, thì trái biết bỏ thêm xúc xích vào rồi, mùi rất là thơm. Nói một chút về sân bay Pleiku, Travis có rất nhiều kỷ niệm với thành phố cao nguyên này. Lần đầu tiên Travis đặt chân đến Pleiku là vào năm 2013. Lúc đó sân bay thì còn đơn sơ hơn bây giờ nhiều. Nhưng chính vì cảnh đẹp, ẩm thực cũng như con người nơi đây, nên mỗi năm sau đó thì Travis đều quay lại Pleiku ít nhất một lần một năm. Nhiều thì 2-3 lần, khi thì lên nghỉ ngơi, khi thì lên xem Hoàng Anh Gia Lai đá. Và vào thời đó thì sân bay Pleiku chỉ có thể tiếp nhận các loại máy bay nhỏ như ATR-72 chẳng hạn. Đường bay khi ấy nối Pleiku với thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Hiện nay sân bay Pleiku đã có thể tiếp nhận các loại máy bay lớn hơn như là Airbus A320, A321 với 4 hãng khai thác, đó là Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, Vietjet Air và Bamboo Airways, nối phố núi với Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh. Đường bay kết nối Pleiku và Đà Nẵng cũng không còn nữa, và ATR-72 cũng không còn bay đến đây. Trở lại với sân bay Pleiku ở thời điểm tháng 6 năm 2019, bây giờ máy bay đã hạ cánh. Máy bay khai thác cho chuyến bay hôm nay là một chiếc Airbus A320 của FlyOne đến từ Moldova mà Vietjet Air thuê. Trên máy bay có phi hành đoàn người Moldova và một tiếp viên người Việt của Vietjet Air. Travis thì cũng chuẩn bị ra cửa khởi hành. Bây giờ đã đến giờ khởi hành rồi thì đã có loa thông báo rồi. Hôm nay mình sẽ khởi hành ở cửa số 1, thay đổi so với dự kiến ban đầu là cửa số 2. Đó, thì bây giờ là mình có thẻ ưu tiên đi Skybox để được ưu tiên, nên có lẽ là mình sẽ lên dưới kia mình kiếm cái lối đi ưu tiên xem thử. Anh khách đi hãng Skybox có lối ưu tiên ra máy bay,
sân bay Pleiku không có ống lồng, hành khách cũng phải đi bộ ra máy bay. Nhiều bạn có thể không thích điều này, nhưng đối với Travis, việc đi bộ từ nhà ga ra máy bay là một cảm giác rất là thích thú. Ít ra thì bạn có thể ngắm được cả máy bay ở cự ly gần. Sau khi hành khách lên máy bay hết, hành khách Skybox được phục vụ một khay đồ ăn nhẹ chào mừng, bao gồm một chai nước suối và một túi hạt điều sấy nhỏ. Bây giờ máy bay đã bay bằng. Nào, để xem trong túi ghế phía trước có gì nhé. Ngoài túi nôn, tờ hướng dẫn an toàn và tạp chí trên chuyến bay thì thực đơn là không thể thiếu. Tuy nhiên chuyến bay này thì Travis đi với hãng Skybox nên suất ăn và nước uống sẽ là miễn phí. Tiếp viên đã lại ghế lấy yêu cầu suất ăn của Travis và vì muốn thử một món chưa ăn bao giờ nên Travis yêu cầu món xôi khúc giò lụa. Phần nước đi kèm Travis chọn là trà Lipton. Ngoài ra, Travis cũng mua thêm một túi xoài sấy dẻo với giá 50.000 đồng và túi hạt điều sấy giá 20.000 đồng. Đây là hai thứ mà Travis ưa thích trên các chuyến bay của Vietjet Air. Về phần ăn nóng thì theo cảm nhận của Travis, món xôi khúc là tạm được. Nếu các bạn không phải là fan của tinh bột thì đây hẳn không phải là sự lựa chọn của các bạn. Và sau khoảng 50 phút bay, máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Thời gian bay cũng rất là ngắn các bạn. Và riêng hành khách đi hãng Skybox thì được mời xuống máy bay trước và có xe riêng đợi sẵn ở chân cầu thang. Đây cũng là dịch vụ ưu tiên dành cho khách Skybox mà khách hạng phổ thông không có. Hành khách hạng Skybox cũng được ưu tiên lấy hành lý trước.